Hello cả nhà, mình đang lái chiếc xe MG của Thái Lan nha cả nhà. Thì với hiện trạng xe này thì em thấy chạy ok, lướt, cảm giác lái cũng ngon đó, sport ạ. Có điều cái hệ thống cách âm nó cũng không được tốt lắm rồi nha, nó hơi ồn. Cảm giác những cái lúc mà chúng ta qua những cái đoạn đường mà nó đá nó nhiều thì nó rồ. Hiện tại Nam đang đi trên đường quốc lộ thì tiếng nó cũng rất là ồn, nó làm cho mình cứ lừng bừng suốt bên tai, nên là đêm này nó cũng phải chạy qua chỗ mình nhờ mình làm cách âm lại toàn xe nha cả nhà. Các bạn thì ở đây chúng ta cũng cách âm lồng dè, rồi các cánh cửa tốc bi, rồi nếu mà nó vẫn chưa ổn định như mong muốn thì chúng ta có thể xem lại phần lót sàn hoặc là phủ gầm như thế nào nữa. Thì bây giờ trước nhất là chúng ta sẽ xử lý trên thân vỏ trước rồi cả nhà. Xe này nó cũng hơi ồn, thật sự là nó ồn nha. Cảm giác lái thì cũng tuyệt vời đó chứ. Rồi chúng ta về xưởng để tiến hành xử lý em nó, cho khách mang lại một sự thoải mái hài lòng khi lái nha cả nhà. Nhân tiện đây thì Nam cũng chia sẻ luôn về ngoại hình của chiếc MG5 nha. Thì dáng cũng thể thao nè, khả năng lái thì cũng ok, máy mạnh mẽ, đẹp, thích hợp cho những bạn còn trẻ mà có phong cách năng động ha. Cả nhà thấy không, với phân khúc và cũng vừa tầm túi tiền và dòng xe cũng khá chất lượng nữa cả nhà. Còn về lâu về dài thì để cho anh chị sử dụng thì sẽ có những cái chia sẻ thêm luôn nha. Xe này là khi mà chúng ta chưa khách âm nè cả nhà. Sẽ phải dán những cái lồng dè này. Lồng dè này nó cũng rất là mỏng. Tiếng nó vọng vào trong khoang lái rất là nhiều nha. Bước kế tiếp thì chúng ta sẽ cho các bạn kỹ thuật mở các cái tấp bi cửa ra và chúng ta sẽ tiến hành dán cách âm 3 em vào bên trong ha. Chúng ta dán gần như full cái mặt của cánh cửa bên ngoài để cho các âm thanh nó sẽ không có lồng ở trong cabin nha. Và ở đây thì Nam sẽ cho cả nhà xem nè, phía bên trong cái cánh cửa của MG nè, gần như là không có dán cách âm được cả nhà. Nam thấy nó chỉ có hai cái miếng nhỏ nhỏ thôi. Đó, cả nhà thấy không? Đây cũng là một dạng cách âm chống ồn tiêu âm đó, nhưng mà nó nhỏ xíu à, nó mỏng mỏng à. Cho nên bây giờ chúng ta dán full hết khu vực này thì cái việc mà nó tăng lên cái độ dày của cửa cũng giống như là giảm các cái âm thanh từ bên ngoài vào rất là đáng kể nha cả nhà. Sau khi chúng ta dán cái này thì âm thanh xe chúng ta cũng được cải thiện hơn. Và đây thì Nam chia sẻ thêm là cái tấm 3 em chống ồn, giảm âm tiêu âm ha. Trước giờ thì Nam vẫn dùng loại này và bây giờ thì Nam vẫn tiếp tục dùng trên chiếc xe này luôn cho cả nhà. Đây là các cái khu vực mà Nam đã cho các bạn kỹ thuật dán hết rồi, bên trong cái tấp bi cả nhà thấy không, gần như mình dán full hết bề mặt bên trong của cánh cửa ha. Nó giúp cho chúng ta tiêu những cái âm thanh từ bên ngoài nè. Rồi xong rồi chúng ta dán hết cái phần còn lại và chúng ta lắp tấp bi lại. Với cái những cánh cửa này thì chúng ta khéo léo để mở những cái ngàm này cả nhà. Thường thì mấy cái loại này đời mới thì nó không bắt ốc đâu, nó chỉ có dùng ngàm thôi. Nó chỉ có hai con ốc ngay chỗ khu vực tay nắm và cái cần để mở cửa thôi nha.
Các anh chị có chưa mở thì lưu ý chúng ta phía dưới tepi thì nó có một cái khe nhỏ, chúng ta dùng một cái dụng cụ để cậy và chúng ta cậy và chúng ta giật ra thôi. Chúng ta giật khéo léo, giật mạnh cũng không sao đâu. Chúng ta không biết cách thì có thể làm gãy các cái nhà mà lắp vào nó sẽ không chặt nha. Sau khi mình đã dán hết các cái bề mặt bên trong của cánh cửa thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp cái tepi vào cả nhà. Ở đây thì chúng ta kiểm tra cẩn thận các cái rắc nối điều khiển của kính nè, rồi công tắc kính và các cái dây mở cửa thì chúng ta kiểm tra cho kỹ, sau đó thì chúng ta lắp cái tepi nào. Với chiếc xe này thì chúng ta không, gần như là nó dùng ngàm để mà tepi nó bám chặt vào cánh cửa thôi, nó chỉ có hai con ốc để cố định thôi cả nhà. Thì chúng ta cậy hai cái nắp ra và chúng ta tháo hai con ốc ra, và sau đó thì chúng ta lắp lại. Sau đó thì chúng ta phải test thử để xem là những cái chức năng trên kính cũng giống như là mở cửa cáp mở cửa nó có hoạt động hay không, rồi chúng ta mới giao xe nha.
Bây giờ thì mình tiến hành tháo bánh này cả nhà. Chúng ta tháo bánh, tháo cái lòng dè ra và chúng ta dán bên trong lòng dè và bên trên cái phần mà trong khu vực lòng dè luôn. Đây là những khu một trong những cái khu vực mà nó tạo tiếng ồn nhiều nhất này cả nhà. Từ cái vỏ đi đưa lên bên trên, đưa vào trong cabin ha. Cái phần này chúng ta phải thật là kỹ nha. Chúng ta không có sơ suất trong cái khu vực bốn cái bánh này được, nhất là hai bánh trước nha cả nhà. Năm thấy cái lòng dè thì khá mỏng và ở đây hài nhất là những cái miếng mà cách âm tiêu âm nó bấm ở trên cái lòng dè này cả nhà. Trời ơi, nhìn nó mỏng manh và nó nói chung là mình cũng không có hình dung được tại sao nó phải làm một cách đơn giản như thế này. Nếu mà nó kỹ hơn một chút chắc chắn là chúng ta sẽ có một chiếc xe rất là hài lòng cả nhà thấy không. Mới đầu mình ăn cũng nghĩ là bây giờ mình vệ sinh cái miếng này và chúng ta lại sử dụng tái sử dụng, nhưng mà là quyết định bỏ luôn cả nhà, tại vì năm thấy nó cũng không có nó đáng nữa. Thôi mình vệ sinh sạch hết để mình dán phủ hết trên cái lòng dè này thì chắc chắn là nó sẽ đạt kết quả tốt hơn cả nhà. Bây giờ sau cả nửa ngày mấy anh em hì hục thì bây giờ Nam đã xử lý xong cái phần tiếng ồn. Thì bây giờ Nam sẽ vào review cho cả nhà xem nha. Review cho cả nhà xem coi sau khi chúng ta xử lý tiếng ồn rồi thì nó có khác như thế nào. Chắc chắn là sẽ phải khác biệt rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tận hưởng thành quả nha cả nhà. Có một chiếc xe rất là êm, rất là và chúng ta không còn cảm giác bị ù tai và hu hu trong khi chúng ta lái xe nữa. Chúng ta sẽ tập trung hơn và chúng ta sẽ khỏe hơn trên các tuyến đường. Rồi, Nam cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Chúc cho cả nhà có một buổi chiều thật là an lành nha. Anh không còn yêu nhưng rời đi.
Và bây giờ thì Nam trở về xưởng, rửa xe rồi chuẩn bị giao cho khách. Thì các anh chị nếu mà yêu thích kênh của Nam thì đừng quên like, subscribe kênh của Nam. Và các anh chị ở gần thì có thể đến garage của Nam để chăm sóc xe, làm đẹp xe nha. Hẹn lại anh chị vào video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. Bye bye.